Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia thì người ta sẽ nói gì? Nguyên tố học. Đúng, thì À, trong khoa học nói nguyên tố học này. nguyên tố học kia. Đúng rồi, nguyên tố học kia, chính xác. Rồi, câu số 2 nè, những nguyên tử có cùng số. Số gì? Những nguyên tử có Có cùng số cùng gì? proton. Đúng rồi, số proton trong hạt nhân đều là Là những nguyên tử cùng loại. nguyên tử cùng loại. Đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một. Nguyên tố không? Đúng rồi. Có ở khắp mọi nơi. Rồi, câu C nè, chất có ở khắp mọi nơi. Ở đâu có vật thể là ở đó có chất. Bởi vì sao? Bởi vì chất là tạo nên vật thể, mà vật thể có ở xung quanh chúng ta, cho nên chất cũng sẽ có ở xung quanh chúng ta. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một. Một hay hai chữ cái. Một, đúng rồi, một hay hai chữ cái gọi là, đúng rồi, gọi là ký hiệu hóa học, chính xác. Rồi, tiếp tục nào, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, đúng rồi, trung hòa về về điện, đúng, chính xác. Câu cuối cùng nào, nguyên tử gì có kích thước nhỏ nhất? 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 Đúng rồi, nguyên tử hydro, tức là hydrogen á. Có kích thước nhỏ nhất chiếm bao nhiêu? Chiếm bao nhiêu khối lượng toàn vũ trụ? 75%. Đúng rồi, 75% khối lượng toàn vũ trụ. Rồi, điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây này, kim cương và than chì đều tạo nên từ nguyên tố gì? Carbon. Carbon. Kim cương và than chì đều được tạo nên từ nguyên tố carbon. Nếu mà nguyên tố học thì nói làm chi? Chúng đều tạo được nên từ, chính xác là nguyên tố carbon. Giống như khí oxy và khí ozone á, nó đều được tạo thành từ nguyên tố oxygen, oxy đó. Chúng được gọi là các dạng, dạng gì đây? Thù hình của nguyên tố carbon. Các loại đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố tạo ra, người ta gọi là thù thù hình. Tiếp tục nào, câu B, nguyên tố học là, đúng rồi, là tập hợp những nguyên tử cùng loại. Rồi, có cùng số gì? Đúng rồi, có cùng số proton trong hạt nhân, chính xác. Bây giờ câu C nè, cái gì là đặc trưng cho một nguyên tố học? Cái gì đó. Không, ký hiệu học là để mình ký hiệu nó, nhưng cái đặc trưng cho nguyên tố học là ai? Là số proton, số p ấy. Thế mà nhắc đến, ví dụ nhắc đến nguyên tử natri thì số proton của nó là 11. Nhắc đến nguyên tử sắt thì số proton của sắt là 11. Đồng ý chưa? Nhà nói đến nguyên tố học thì số proton thì là đặc trưng của cho nó. Mình biết proton, mình biết ký hiệu, biết nguyên tử khối, khối lượng nguyên tử, vân vân. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố học có cái gì giống nhau? Cái số proton giống nhau. Đúng rồi, có số proton giống nhau, chính xác. Tiếp theo, nguyên tử khối là gì? Khối lượng tính à? Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị các carbon. Mình lưu ý là sau này khi mình học chương trình mới, cái sách mới á, là người ta gọi là, không gọi là nguyên tử khối mà người ta gọi là khối lượng nguyên tử, và nó tính bằng đơn vị AMU. Nó tính bằng đơn vị AMU. Đổi cách gọi thôi, bản chất như nhau. Cuối cùng nè, là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng trái đất. Nguyên tố oxy. Đúng rồi, nguyên tố oxy. Chính xác.
cụm từ khác nhưng mà nghĩa tương đương với cụm từ có cùng số proton trong hạt nhân trong định nghĩa về nguyên tố học là cái nào không? Mà câu B à? Câu B à? Câu B là không đúng rồi. Có cùng điện tích hạt nhân chứ. Ừ, điện tích hạt nhân là số proton mà thêm dấu cộng của thôi. Cùng một nguyên tố học là những nguyên tử có cùng loại, là những nguyên tử cùng loại có cùng số proton, tức là cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, tức là số Z, hoặc là cùng điện tích hạt nhân. Được chưa? Cho nên ở đây câu này chúng ta chọn câu C nghe con. Có cùng điện tích hạt nhân là hoặc là số đơn vị điện tích hạt nhân cũng vậy. Tiếp tục nào, nguyên tố học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng gì Hoàng? Có cùng proton trong hạt nhân, chính xác. Có cùng proton trong hạt nhân, chính xác luôn. Tiếp theo, ký hiệu hóa học là dùng để làm gì? Cái nào chẳng được viết tắt con? Cho nên nó là biểu diễn nguyên tố hóa học. Rồi, nguyên tử deuterium nè, deuteri đó thuộc cùng một nguyên tố học với nguyên tử hydro, đúng không? Vì chúng đều có cùng một proton trong hạt nhân. Câu này đúng hay sai? Đúng. Chúng đều là nguyên tử và chúng đều có một proton, cho nên chúng đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Rồi, câu tiếp theo giải các nguyên tố vi kim là câu C. Mình nhớ là cái nguyên tố vi kim là trong cái bảng tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn mới của các con á, là nó in màu chi? Bảng tuần hoàn mới á, cái bảng mới nhất bây giờ á, là nó in màu hồng, màu đỏ. Cái bảng của lớp 8 á. Còn cái bảng lớp 10 giờ là kim loại đó, kim loại phân nhóm chính A. Chính thì nó in màu xanh phụ, kim loại phụ là màu vàng, phi kim là màu đỏ, khí hiếm là màu xanh lá cây. Còn cái bảng của lớp 7, lớp 8 mà học là nó in màu hồng. Rồi, tiếp tục giải nguyên tố kim loại. C, đúng rồi, nguyên tố kim loại. Còn trong cái sách của con là kim loại là in màu chi? Màu đen. Phi kim là in màu xanh. Phi kim và khí hiếm là màu xanh. Cái khí hiếm là chúng ta phân biệt là nó không có hóa trị, bởi vì nó không tham gia phẩm hóa, hóa học, nó trừ mặt hóa học. Tiếp tục là giải ký hiệu các nguyên tố đúng. Nhớ, ký hiệu muốn ký hiệu đúng thì mình phải chỉ nè. Thứ nhất là gì? Là tên nó phải trùng hợp với ký hiệu. Và ký hiệu đó là bắt buộc là nếu có hai chữ cái là chữ cái đầu phải viết hoa và chữ cái sau là viết thường. Ở câu A là không đúng, đúng không? Bởi vì natri sodium là Na là A, phải viết thường. Tương tự sắt là iron là sắt, là chữ E là phải viết thường. Đúng không? Nó chỉ đúng được cái oxygen đó chứ mấy. Câu B đúng không các con? Đúng. Câu C vì sao sai à? Nó viết sai ở cái canxi. Canxi là chữ A phải viết thường. Câu D vì sao nó sai? Nhôm sai vì AL là chữ L phải viết thường, chính xác. Vậy từ câu đó chúng ta có câu tiếp theo. Ký hiệu hóa học của nhôm là gì? AL, chính xác. Rồi tiếp tục. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử carbon. Yeah. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử carbon. Vậy nguyên tử X đó có nguyên tử khối, tức là khối lượng nguyên tử ấy. A1 á, sau này gọi là khối lượng nguyên tử á. Bây giờ sách cũ là chúng ta gọi nó là nguyên tử khối đơn vị là DVC, còn sau này là nó là khối lượng nguyên tử đơn vị là A1. Thì nó có cái hiệu là gì nữa? Carbon là bao nhiêu con? Nguyên tử khối carbon là mấy? Khối lượng nguyên tử là 12. Mấy nặng gấp 2 lần là sao? Nhân 2 lên. 12 nhân 2 là 24. Đúng rồi. 12 nhân 2 là bằng 24. Mà 24 là ai đây? 24 là Mg đúng không? Mg đúng không?
Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án câu A. Bây giờ tiếp tục này, 4N có nghĩa là gì? Nó là 4 nguyên tử nitơ. Sau này tên gọi mới của nó sẽ là nitrogen á, nitrogen. Như vậy chúng ta sẽ chọn nó là câu B, chính xác. Vì vậy thì 4HG là gì? 4 nguyên tử Hg à? Sao? Bốn nguyên tử thủy ngân. Thủy ngân tiếng Anh đọc là gì à? Mercury. Nhớ giùm cô nè, là thủy ngân á. Ở đây là bốn nguyên tử chứ. Ví dụ nó cho câu là bốn nguyên tố thủy ngân là đừng có quấn vô bốn nguyên tố nha. Đã có số lượng vô á là phải nguyên tử. Mời đứng mình hắn thì nói mình hắn thôi. Ví dụ cô nói, ví dụ trong cái CaCO3 nha, thì chúng ta nói là có mặt nguyên tố Ca, nguyên tố C và O, chứ không thể nói là không thể nói là có mặt ba nguyên tố oxy, là không có. Nhớ chưa? Không có đó nha. Rồi, biểu diễn tiếp theo này, 7 nguyên tử cảm, 5 nguyên tử hydro và 3 nguyên tử lưu hình. Là cái nào này? Là cái nào con? 7 cảm C một C. Câu gì? Câu gì con Hoàng? À Pháp. Là câu mấy rồi? Câu D. 7 nguyên tử cảm. Khối lượng thực là sao? Hả? Khối lượng thật á. Khối lượng tới bằng gam. Khối lượng tới bằng gam. À, đâu. Mình chỉ có số mol lần thôi. Đâu, mình đổi từ nguyên tử mà, mình đổi từ DVC sang gam chứ. 1 DVC là bằng 1,6605 đó. Rồi, diễn đạt 4C nè. 4C là gì con? 4 nguyên tử carbon chứ không phải là 4 nguyên tố carbon đâu nghe chưa? 4 nguyên tử carbon, chính xác. Tiếp tục nha. 10-24 đúng rồi. 28 CO có nghĩa là gì? Đúng rồi, 28 nguyên tử đồng, chính xác. Đồng người ta còn gọi là gì? Copper. Đúng rồi. Chrome là chrome. Tiếp tục nghe, nguyên tố chiếm hàm lượng nhiều nhất trên trái đất là nguyên tố nào? Đúng rồi, oxy. Chính xác. Nguyên tố chiếm hàm lượng lớn nhất, nó chiếm tới bao nhiêu phần trăm con? 49,4, đúng rồi. Rồi tiếp tục nghe, bốn nguyên tố thiết yếu nhất cho sinh vật là ai? Ai là những nguyên tố thiết yếu nhất cho sinh vật con? Câu D, carbon, hydro, oxy và nitơ. Nitơ là cái khí chảy dùng làm gì mà cũng thiết yếu. Hả? Sao không? Cái nitơ. Nitơ có mặt trong protein đúng không? Rồi tiếp tục nào, 7 nguyên tử sắt thì nặng bằng 2 nguyên tử, 7 nguyên tử ít thì nặng bằng 2 nguyên tử sắt, ít là gì? 7 thì bằng 2 sắt. Tức là 7 thì bằng 2 nhân 56, đúng không? Thì bằng 2 nhân 56 vậy nữa. Vậy thì tính ra một ít là bằng mấy? Bà mới tính chưa? Bà 2 đúng không? Bà 2 là ai đó? Đâu có. 7 x thì bằng 2 x 56, 2 sắc mà. Cô có 2 x 56 rồi chia cho 7 là mấy? Bà mới tính lại đi. Trời ơi.
Nghe đến cũng vì tao lôi ra bấm cho cô coi nè. Toàn là nhìn bạn và chờ bạn thôi. Cái đáp án này là hút gọn phần 54 rồi cũng được. Ừ, được. 7 x thì bằng 2 nhân 56. Vậy thì x là ai? Là chúng ta lấy 7 nhân x bằng 2 nhân 56. Cái chúng ta tính là x bằng mấy? 7 x thì nặng bằng 2 nhân tử sắc. Tức là 7 nhân x thì bằng 2 nhân 56. Đúng không? Vậy tính là x bằng mấy? Bảy x bằng 2 nhân 6 x bằng bao nhiêu? Chúng ta mười bấm này thì bấm ra đó. Hả? 7 nhân x bằng 2 nhân 6 thì x bằng 6. Ủa chứ con tính ra x chưa? Bấm ra, bấm mãi, bấm chưa ra được ra nữa. Ý bằng mấy? Chứ làm cái này gì cũng giải cái gì mà cũng thấy. Sáu ý bằng mấy? Trời, cái nhỏ cũng có đồng quần khang, cái chỗ đi khang đi trời. 7 nhân x bằng 2 nhân 6 thì bằng 16 là ra bao nhiêu? Trời ơi, bấm cái tính này cho nó bấm quăng tới hoặc lưu người tới hoặc lưu người đó. Là bao nhiêu? 16 đúng không? Nó là ai? Hồ Sĩ. Trời ơi, nó ngồi nó bấm cái máy tính mà bấm khang cái chữ x nên mà bấm miết, bấm không ra. Cứ 112, 112 bấm chi. Câu tiếp theo này, nguyên tử Ca nặng hơn so với nguyên tử O hay là nhẹ hơn? Nặng hơn nhẹ hơn Hoàng? Xe rồi nặng bao nhiêu? Ờ 40. Oxy nặng bao nhiêu? 16. O là nặng 16. Vậy ai nặng hơn? Ờ nặng mấy lần? Hơn mấy lần? Nặng hơn mấy lần? Xe lớn hơn 40 đó. Nặng hơn mấy lần? 40. 40. Muốn biết nặng mấy lần thì chúng ta đem đi chia nhau là nặng hơn 2,5 lần. Rồi tiếp tục nào, hai nguyên tử magie magie magnesium là nặng gấp mấy lần ba nguyên tử oxy? Dạ, làm răng để biết nó nặng gấp mấy lần. À, lấy hai nguyên tử magie chia cho lấy hai nguyên tử magie chia cho ba nguyên tử oxy. Đang con bấm ra máy hai đứa. Chị có đóng ngoặc cũng ngoặc cũng thế. Bấm máy tính như thế nào nói con nghe nè. 2 nhân 24 chia cho mở ngoặc chưa?
Vì mở ngoặc 3 nhân mấy? Nhân 16. Con bấm có đúng không vậy? Công nhận bấm máy tính lô thiệt á. Mấy lần? Kiểu máy tính lô hay là tay con lô đây hòa? Họ bấm đi tới mô rồi ổng bấm thì chưa sao. Răng bấm, răng bấm lại, nói lại coi nào. Mở ngoặc 24 nhân 2. Cái gì? Âu lậu. Mở 24 nhân 2. Chia cho. Chia cho mở ngoặc. Chia mở ngoặc. 3 nhân 16. Đúng chưa? Ông bấm gì mà không lâu dễ sợ. Mấy lần con? Một lần. Rồi tiếp tục vào bảng để tra tiếp nào. Nguyên tử ít là nặng hơn nguyên tử natri, nhưng mà lại nhẹ hơn nguyên tử nhôm. Vĩ là anh chàng mô. Anh nặng hơn sodium nhưng anh nhẹ hơn aluminium. Vậy thì ảnh là anh chàng nào? Anh chàng nào? Nặng hơn natri mà nhẹ hơn nhôm á. Natri là 23, mà trong khi đó nhôm là 27. Chọn anh mô. Lớn 23 mà nhỏ 27. Oxy có 16 chứ mấy. Có lớn 23 không? Không. Đâu có được. Nào con. Kali nhiêu? Kali 79 lớn cả 27. Làm răng nhỏ hơn 27. Chọn nào? Mai nhi thôi. Bây giờ tiếp tục nào. Năm nguyên tử thì nặng bằng nguyên tử brom. Ý là thằng nào? Là chúng ta sẽ có gì? Năm ý thì bằng mấy? Năm nguyên tử thì nặng bằng brom thì năm ý bằng 80 đúng chưa? Và giả lý bằng 16 là oxy gan, oxy. Chính xác. Tiếp tục nào. Phát biểu đúng nè. Câu A, khối lượng của nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tử. Câu B, khối lượng proton xấp xỉ khối lượng quả lấy trong. Câu C, điện tích quả lấy trong bằng điện tích của hạt neutron này. Và câu D, khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Các con chọn phương án nào? Câu C là sai. Câu B cũng sai. Câu B cũng sai. Câu C sai là vì sao? New hạt neutron, neutron nó đâu có mang điện. Còn điện electron mang điện tích âm sao bằng. Câu C nó sai là vì sao? Khối lượng của electron nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng của proton. Nó nhỏ hơn khoảng, proton nó gấp khoảng hơn 1.800 lần. Được chưa? Bây giờ câu A với câu D con nào đúng? Vì proton và neutron là có khối lượng gấp nhiều lần khối lượng của electron nên khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở đâu? Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở đâu? Ở hạt nhân. Do đó khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Lý thuyết mà đến giờ cũng không nhớ. Anh cũng tính khối lượng của proton là lấy số proton nhân cho số 1.62. Đúng rồi, vì một proton là một u mà. Con ra cái số lão á. Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân, cho nên khối lượng hạt nhân có thể coi là khối lượng của nguyên tử. Cho nên câu A nó sai chưa?
đâu có phân bố đều đâu, hầu như tập trung hạt nhân hết trơn mà. Bây giờ câu số tiếp theo, người ta quy ước một đơn vị carbon bằng gì? 1/12 khối lượng nguyên tử cát carbon. Rồi tiếp tục nào, nguyên tử khối tức là khối lượng nguyên tử ấy, là khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị gì? Ừ đúng rồi, đơn vị carbon. À tổng luôn mà, tổng luôn mà. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử oxy là nhiều, con nhớ là oxy là khối lượng của nó là 16 dBc. Tức là 16 dBc mà sau này là dBc là chính là U đó, đúng không? Và sau này chính là AMU luôn. Mà 1 dBc là bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Như vậy là từ dBc mà con muốn đổi sang gam á, là con nhân cho 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Như vậy là con sẽ có là gì? Oxy là 16 nhân 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Thì kết quả của chúng ta ra sẽ là bao nhiêu con? Nó sẽ sấp xỉ là 2,656 nhân 10 mũ trừ 23 gam. Đồng ý chưa? Số này cũng sẽ có sự thay đổi giữa một số sách với nhau. Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có nguyên tử khối là 27 dBc, tức là sau này nó sẽ là đơn vị AMU đấy. Và nó có 13 proton trong hạt nhân. Vậy thì nó sẽ là nguyên tố nào? Nguyên tố nhôm. Điện tích hạt nhân bao nhiêu? 13 cộng. 13 cộng. Điện tích hạt nhân là bằng số proton đó, thêm dấu cộng vào. Và nó sẽ có bao nhiêu hạt neutron? 14. Vì sao thế? Cô sẽ lấy 27 trừ 13, lấy nguyên tử khối đó là ra được số hạt neutron là 14. Cho nên ở đây cô sẽ chọn câu C. Điện tích hạt nhân là thêm dấu cộng nha. Khi nào ta nói số đơn vị điện tích hạt nhân thì mới là không có dấu cộng. Rồi, câu tiếp theo là nguyên tử trung hòa vi điện là vì sao thế? Bằng số electron, số proton bằng số electron, chính xác. Ok, duyệt. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu D. Rồi, tiếp theo nào. Một nguyên tử có 17 electron thì nguyên tử đó có bao nhiêu lớp? Đang 3 lớp, lớp thứ nhất mấy A? 2 lớp thứ nhì? 8 lớp thứ ba? 7. Theo nguyên tắc là lớp đầu tiên là tối đa 2 electron, còn lớp 2, lớp 3, lớp 4 là tối đa là 8. Chúng ta sẽ phân bố từ trong ra ra ngoài. Lớp đầu tiên 2, lớp thứ nhì 8, lớp thứ ba còn lại 7. Đồng ý chưa? Ở đây là mình phân bố, mình nhẩm vậy chứ mình đừng có vẽ ra chứ chẳng lâu nghe. Đến trắc nghiệm mà vẽ ra lẫn lâu lắm. Rồi tiếp tục, cách viết 5Na là biểu diễn điều gì? 5 nguyên tử natri, chính xác. Natri hay còn gọi là sodium. Đồng ý chưa? Chứ không phải là 5 nguyên tố luôn nghe. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu A. Đồng ý chưa? Duyệt, chính xác đó. Rồi trong nguyên tử hạt mang điện là hạt nào? Proton và electron, chính xác. Hạt neutron thì sao con? Hạt neutron không mang điện. Trời ơi, bữa nay nói giỏi quá đó nghe. Rồi tiếp tục nào. Một đơn vị carbon có khối lượng bằng bao nhiêu đây? Một đơn vị carbon có khối lượng bằng bao nhiêu? 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Ok.
Tiếp tục câu tiếp theo nè, câu nào sau đây sai, các con thấy chưa? Rồi, cô đọc đề nghe. Cô đọc đề nghe. Một đơn vị carbon có khối lượng bằng 1 phần 12 lần khối lượng của nguyên tử carbon. Đồng ý chưa? Câu B là mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Câu C là nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa và mang điện tích dương. Câu D là nguyên tử oxygen là oxy là nguyên tố hóa học có khối lượng lớn nhất trong vỏ trái đất. Vậy câu nào sai? Câu B sai. Câu C. Chỉ có câu C thôi. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Các con giờ các con biết rồi. Nếu 23 là ai? 23 là natri potassium sodium đúng không? Còn nếu nó là 16 thì ai? Oxygen đúng không? Nguyên tử khối là mỗi nguyên tố đều có một nguyên tử khối riêng biệt là đặc trưng chưa? Ừ. Mình tra cái bảng đừng biết ai chứ. Câu C sai là vì sao? Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nó trung hòa về điện vì trong nguyên tử là số hạt proton bằng số hạt electron. Tiếp tục, khi viết magie bằng 24 dBc, tức là sau này là 24AMU đó, thì điều đó có nghĩa là gì? Đúng rồi, một nguyên tử magie là magnesium đó. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Một nguyên tử magie có khối lượng bằng 24 dBc, tức là sau này là 24U ấy. Rồi cuối cùng là trong nguyên tử hạt băng điện là hạt nào? Hạt băng điện là proton với hạt electron, chính xác. Câu này nãy nói rồi đúng không? Hôm qua lẫn trùng đi trùng lại mà. Rồi câu cuối cùng nha. Khối lượng nguyên tử được coi bằng gì con? Đúng rồi, khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng của proton và khối lượng của neutron. Ngay chị đúng rồi, cái sướng quá mà. Nhớ là khối lượng nguyên tử là tập trung ở đâu? Hạt nhân. Mà trong hạt nhân là có hạt nào? Proton với neutron. Cho nên khối lượng nguyên tử là khối lượng có proton và neutron được coi á, chứ còn thực tế là có cả ấy trong rồi đó nhưng mà ít. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án là câu B.